Vâng, như vậy là trận thi đấu đầu tiên của trận đấu thứ hai được diễn ra. Bên đội bạn là hai Hitty, một Egypt và một Greg, trong cái đó chúng ta là hai AC và hai Roma. Quân đẹp rồi, cố gắng lên. Vào trận thi đấu mà bên đội bạn có tới 3 cung tuyển, 2 hit, 1 Egypt và 1 Greg. Khả năng cao thì đội bạn sẽ có một hit đánh chém đấy. Vậy trận thi đấu này chúng ta có một AC ở phía trong và một AC ở phía bên ngoài. Có một Roman của Việt Cam Quýt là người sẽ đi dâng lờ. Và cảm ơn tình cảm người chia sẻ Lê Minh Huỳnh. Kèo đấu với Game TV luôn luôn là một cái kèo đấu mà thu hút được rất nhiều sự quan tâm của quý vị khán giả. Và những người yêu mến AOE Hà Nội cũng như yêu mến AOE Hà Nam. Đây là bài Roman của game thủ Cam Quýt, đang khá đẹp rồi. Khoảng phụ là quá gần so với quả chính. Rất mong anh em chúng ta hãy like, chia sẻ để ủng hộ cho game thủ Ronan Tẹo. Và anh em cũng đừng quên ấn nút theo dõi fanpage và nút hình chiếc chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi có kèo đấu được phát ở trên page của game thủ Ronan Tẹo. Rất cảm ơn sự ủng hộ của anh em. Chúng ta đảo máy một chút nào. Mà Nhi đánh cùng đầu cánh. Cánh bên này thì tôi nghĩ là khả năng thông sớm có thể được, khi mà Roman của cái thủ Cam Quýt và Hoàng Minh Nhi cầm AC bài là khá ổn về đồ ăn. AC ở đầu cánh thì nó cũng có một cái lợi thế, đó là đẩy được quân sớm. Mà nhà chém ở phía trong dâng lờ ra mà lên sớm được thì cũng là một cái lợi thế đấy. Có thể đánh theo kiểu vũ bão được. À, đây là cái thủ Cam Quân. Và dường như Cam Quýt vừa đi dâng lờ bị chết một dân à. Như vậy bài đánh 22 dân. Tèo 26 đang cơ cấu. Nhìn xung quanh nhà của mình để có thể cơ cấu. Còn đây là Măng cũng 22 dân. Hai nhà Roman chúng ta lên đời là rất tốt ở trong trận chiếu này. Và đúng chỉ có hai nhà Roman chúng ta lên đời thôi đấy, chưa ai lên đời đâu. Một bài kích 950. Không, như vậy là phải chớm 10. Còn đây là Quýt bài kích 95x. Hoàng Nhi có con tê chưa? Tôi nghĩ là kết hợp một giò một tê đẩy được đi là ngon.
Rồi là Hoàng Mai Nhi kích bài 13 3x rất sớm ở đầu cành. Kích chặt gỗ và xin con tê. Phối hợp luôn cùng với con ngựa giò của cái bù cam quýt. Quýt sẽ là bài mà giò không giáp thôi. Hai lò được đóng là rất sớm đến từ người cầm Roma. Có giò sâu ở trong góc 6 giờ hay không? Đây rồi, như vậy là màu 8 mạnh hào. Ô, xi măng báo về bên kia cũng là Hitty ở đầu cánh. Thế thì là như vậy chim sẻ đi nắng sẽ là người ở phía trong rồi. Như vậy là hit của màu 6 phim này đánh cung. Thì không biết là mạnh hào có đánh cung hay không. Đây là quýt. Biết là mạnh hào có đánh cung không nhỉ? Đây là cái thủ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi đang đi tê ở khu vực nhà chính quýt thôi. Đây rồi, bình tĩnh nào, rồi, xin được vui rồi, làm được 4 cái móng, 5 cái móng, tốt, làm được 5 cái móng là cũng được hơn 100 gỗ của game thủ cái màu 8 rồi, và ngựa chém tới rồi, bình tĩnh nào, như vậy là hai hit của đội bạn đầu cánh và đánh cung cả. Ủa, thì bài của Quýt vẫn còn một con voi, rồi, mất con tê rồi, hơi phí. Bây giờ ngựa chém của game thủ cam Quýt đã tới, Quýt đang mang ngựa chém tới. Thôi đi vào trong thôi, đi vào trong thôi. Khi mà đội bạn bò một cái hốc rất nhỏ thôi. Một cái hốc rất rất nhỏ đến từ game thủ cầm màu 8. Hoàng Mai Nhi bài kích 10 rưỡi sẽ đẩy cung R sớm. Đéo bên này, xin lỗi, xi măng bên này báo về là màu 6 cũng bò nhỏ hết rồi. Chưa thấy ai dâng L ra cả. Phải chăng bên đội bạn đánh theo kiểu 3 cung? Vâng, phải chăng bên đội bạn đánh 3 cung? Đây là game thủ cam quýt. Vâng, Tếu vâng, vâng, xin lỗi, xi măng vừa ăn được một cái móng nhà BA của game thủ cầm màu 6. Tốt lắm. Tươi đấy, hai nhà chém Roman chúng ta đang lên đời sớm và đang chém tốt đấy. Và xi măng đang đi tìm. Khả năng phải chăng góc 6 giờ có người rồi. Năm ở gần góc 9 giờ. Phải chăng nhà màu 7 giữa nhà màu 6 với nhà màu 5. Vẫn còn thiếu nhau 7 nữa. Đây là Teo 31. Như vậy là Teo đang bị màu 6 chém vào. Không, màu 5. À không, màu 7. Màu 7 đang chém vào. Thì như vậy là khả năng màu 7 sẽ là người ở giữa cái nhà của chính sẻ và nhà của Uchita. Đây là Quýt. Đúng rồi, màu 7 là người ở giữa nhà màu 5 và nhà màu 6. 6 giờ sẽ không có người. Rồi vào, rồi tốt rồi. Văn Ngược không để ý đâu, Văn Ngược không để ý đâu. Tôi biết là Văn Ngược không để ý đâu. Rồi, gọn gàng. Gọn gàng đến từ một pha lọt vào bãi gỗ của game thủ cam quýt. Màu 8 đã đẩy quần. Vâng, đây là Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi cũng đang bắn được cuộc. Màu 7 đi dâng, vâng đi dâng L và vẽ một khoanh ruộng rất là... Vâng, rất là tự tin ở khu vực trước cửa nhà của game thủ Tếu. Năm nay đang là 53 đến từ Hoàng Mai Nhi. Đây là game thủ cam quýt. Vâng, quýt đang lùa được dân của game thủ cầm màu 8. Ui, màu 8 chạy dân tận bên này rồi. Ui trời ơi, dân kìa. Cả màu 7 đây luôn kìa. Vâng, cả màu 7 ở đây luôn này. Rất nhiều dân của Mạnh Hào. Mạnh Hào đang gom được 3 cũng được và bắn game thủ cam quýt. Đây là Tếu tầm này 41. Đi săn mép vào một tí là tới. Đây là game thủ ở xi măng đây. Đi ở góc 11 giờ ấy. Bây giờ thì game thủ Ronald Teo. Teo đang bắn màu 6 đây. Teo đang bắn màu 6 đây rồi. Đây rồi, Quýt đang lọt được vào trong nhà của game thủ cầm màu 6. Vâng, lọt được vào trong nhà rồi. Đang rất nhiều ngựa chém lọt vào trong nhà màu 6. Và khả năng màu 6 cũng sẽ bay luôn trong tên này. Bên đội bàn có tới 3 người đánh cung thì phải. Chim sẻ cũng là người đánh cung. Nhưng mà chim sẻ chưa thấy đẩy quân. Chưa thấy chim sẻ đẩy quân. Màu 6 đang đưa quân về để có thể cứu. Cả dân của màu 7 cũng ở đây luôn. Đang chém là cực kỳ hiệu quả đến từ game thủ cam quýt. Hoàng Mai Nhi không biết là đã đốt xong một nhà của màu 8 chưa. Bây giờ dường như là đốt xong rồi. Bây giờ đang đi vào trong nhà của game thủ chim sẻ. Còn đánh 3 cung đến từ đội bạn. Và đội bạn có một chơi làm 4 và đánh 3 cung. Ghê thật.
chim sẻ cũng đang có một tên đi ảo vào nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, chim sẻ cũng đang có một tên đi ảo vào nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi. Ra luôn bãi quả này cũng được. Đây là game thủ Cam Quýt. 231 mang bao nhiêu rồi, mang 26. Vâng, xi măng đang lao vào và chém luôn tên cung rò này của game thủ cầm màu 6. Mạnh hào trận này thì tàng hình rồi. Thằng này vẫn đang 2L vắt đều. Bây giờ thì tẹo dí thêm vào. Như vậy là đôi bạn quýt rồi. Vâng, đôi bạn quýt rồi. Vâng, sợ thật bên đôi bạn. Trận thi đấu này cũng rất tự tin. 3 cung tuyển và đôi bạn đánh cả 3. Vâng, đánh cả 3 cung luôn. Một mình game thủ Văn Hưởng là không đủ. Chỉ là con Greg Jack thôi. Không đủ để chém có thể giúp cho cánh bên này. Vâng, chim sẻ và game thủ U98 khỏe được. Vâng, rất tự tin đến từ đội bạn. 3 cung tuyển và đội bạn đánh 3 cung. Rất ghê. Vâng, bò lại còn siêu siêu rộng đến từ chim sẻ. Trận này hai nhà Roman của chúng ta lên sớm. Bên đội bạn lên đời muộn thế hả giời. Trận này chúng ta lên đời sớm. Và chúng ta có chiến thắng đầu tiên ở trong trận đấu thứ hai. 1-0 ở trong trận đấu thứ hai.